Bốn là Châu Báu, tên là Nhiệt Quang Tạng. Năm là Nữ Báu, tên là Cụ Túc Diệu Đức. Sáu là Tạng Thần Báu, tên là Đại Tài. Bảy là Chủ Binh Báu, tên là Ly Cấu Nhãn. Bảy báu đầy đủ, làm chuyển luân thánh vương, làm vua cõi Diêm Phủ Đề, dùng chánh pháp trị thế. Nhân dân cầm no áo ấm, khoái lạc, an vui. Vua có ngàn người con tướng mạo đoan chánh, thân thể dũng mãnh, khỏe mạnh, khéo tác chiến, bách thắng. Đến chỗ nào thì vô địch chỗ đó, cho nên hàng phục được oán địch.